khi đó tại giải hạng nhất Anh, lượt trận sớm nhất của vòng đấu cuối tuần sẽ được chứng kiến cuộc đối sức đáng chú ý giữa Queen Park Rangers và Reading, hai cái tên đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm thăng hạng. Tính đến hiện tại sau 12 vòng đấu, Queen Park Rangers đã có cho mình 21 điểm và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi đối thủ của họ đang xếp ngay trên với một điểm nhiều hơn. Tuy gặp bất lợi đôi chút với vị thế của mình, nhưng không có nghĩa là thầy trò viên Michael Hurdle sẽ bị đánh giá thấp ở cuộc đối sức sắp tới, thậm chí họ còn được đánh giá cao cho khả năng giành chiến thắng để có thể qua mặt chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Điều này xuất phát từ màn trình diễn đầy tích cực một đội Bóng Tây Luân Đôn đã thể hiện ở những trận gần đây. Cụ thể ở bốn vòng đấu gần nhất, Queen Park Rangers đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ để hòa 1. Điều đáng nói khi các đối thủ mà họ gặp phải cũng đều là những cái tên chất lượng nên đánh giá về phong độ của thầy trò huấn viên Michael Beale đang là rất tích cực. Đã thế trận đấu tới đại diện Tây Luân Đôn cũng được chơi trên sân nhà, nơi mà lần tiếp đón đối thủ này gần nhất họ đã chiến thắng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải cảnh giác bởi có một thực tế là đa phần những kết quả ấn tượng của họ trong giai đoạn vừa rồi đến từ những chuyến làm khách, trong khi tại Loftus thì không có nổi bật như bốn trận gần nhất chỉ có một chiến thắng. Không chỉ có thế, những nghi ngại có đến từ chính đối thủ bên kia chiến tuyến khi mà Reading không phải ngẫu nhiên mà đang xếp cao hơn Queen Park Rangers trên bảng xếp hạng. Trên thực tế, phong độ của đội bóng đến từ Berkshire là không quá nổi bật, thế nhưng điều họ làm được chính là việc biết tận dụng các lợi thế để có kết quả tốt. Cụ thể như ba vòng gần đây họ đã có chiến thắng trước hai đối thủ đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và gần nhất là cầm hòa đội bóng đang dẫn đầu Northwick ở vòng đấu giữa tuần vừa rồi. Thêm nữa, tuy mùa vừa rồi bị đánh giá là điểm yếu sau màn trình diễn tệ hại, thế nhưng thành tích sân khách của thầy trò huấn viên Poring đang được cải thiện theo thời gian. Nhờ ba vòng gần đây đã giành được hai chiến thắng. Chính vì vậy mà chuyến hành quân đến lớp Road sắp tới Reading được dự báo sẽ là thử thách để khó chịu cho Queen Park Tuy nhiên những diễn biến trên sàn giao dịch châu Á đang khiến đánh giá ấy cần xem xét lại khi nhà cái vẫn xếp đội chủ sân lớp Road ở kèo chấp 1/2 cùng điểm ăn thấp ở những lần tiếp đón đối thủ này gần đây họ cũng chỉ chấp sàn sàn ở mức này dù điều kiện chuyên môn ở những thời điểm đó được đánh giá cao hơn còn với hiện tại mức kèo trên thực sự được đánh giá đầy tích cực với thầy trò huấn viên michael bolle chính vì lẽ đó nên hy vọng là vẫn có cho họ ở trận đấu tới trên phương diện tổng bàn thắng với phong độ không quá nổi bật mà hai đội đã thể hiện thời gian qua, đánh giá cho khả năng hai đội tạo ra kịch bản cởi mở với nhiều pha lập công là không cao. Tuy vậy trên thị trường nhà cái vẫn xếp kèo tài xỉu 2-1/2, mức được đánh giá là khá tích cực nếu xét trong bối cảnh phong độ không tốt của hai đội ở hiện tại. Vì thế nên mốc trên cũng được trông đợi ở đây. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập